Vâng ạ, kính thưa quý vị, ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng nổ một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho các thí sinh của chúng ta đạt giải huy chương vàng. Xin chúc mừng các thí sinh. Xin chúc mừng bạn Đặng Thùy Anh, số báo danh B05, số báo danh B22 Hồ Phi Long, B96A Phan Kiến An, B49 Lê Hà Giang, A34 Phạm Minh Vũ, A92 Thái Tuệ Nghi, C383 Nguyễn Khánh Lâm, C100 Phạm Minh Hoàng, C188 Phạm Khánh Dũng, C393 Phạm Nguyên Thảo, C410 Lê Khánh Ngân, C302 Trần Trí Nghiêm, C417 Trần Phạm Quỳnh Anh, C376 Nguyễn Ngọc Xuân Phong, C374 Trần Xuân Lâm, C37 Lương Bảo Châu, D191 Nguyễn Vũ Như Anh, D158 Nguyễn Vũ Gia Huy, D86 Hồ Quang Anh, D215 Đỗ Anh Tuệ, D174 Nguyễn Cầm Cát Tường, D35 Lương Bảo Trì, E24 Đặng Ngọc Ninh Quân và thí sinh cuối cùng số báo danh E27 Nguyễn Đăng Khang. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu nghệ sĩ Minh Lệ, giảng viên Phó trưởng khoa Piano, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu, giám đốc nhà hát kịch Hà Nội, nhà giáo Vũ Đô Thăng, trưởng hợp tác đào tạo quốc tế Viện Phát triển Giáo dục và Văn hóa Việt Nam sẽ lên sân khấu để trao huy chương vàng cho tất cả thí sinh của chúng ta ngày hôm nay. Dành một tràng vỗ tay thật lớn chúc mừng cho tất cả các thí sinh của chúng ta đã xuất sắc đạt giải huy chương vàng tại cuộc thi Festival Piano Talent toàn quốc năm 2024.
bạn một lần nữa. Xin chúc mừng tất cả các thí sinh và xin mời các bạn sẽ di chuyển về cánh gà phía bên tay trái của các con ạ. Chúng ta di chuyển về phía bên tay trái của cánh gà của sân khấu.